viên trong ban cố vấn, thầy Vũ Đình Huynh, tổ trưởng tổ toán, cô Vũ Ngọc Anh, tổ trưởng tổ xã hội, thầy Lê Thư, tổ trưởng tổ ngoại ngữ thể dục, thầy Nguyễn Thanh Quyền, tổ trưởng tổ tự nhiên và công nghệ, cô Bùi Thị Kim Mười, giáo viên tổ tự nhiên và công nghệ, cô Lê Thị Liễu, giáo viên tổ tự nhiên và công nghệ, cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh, giáo viên tổ xã hội, và cuối cùng cô Trần Thị Năm, giáo viên tổ xã hội. Các thí sinh tham gia dự thi chú ý về nội quy cuộc thi sau đây. Cô xin thông báo lại để các bạn nắm rõ hơn. Các thí sinh sẽ thi theo hình thức tập trung, được ngồi vào một sàn thi đấu theo đúng vị trí chỗ ngồi đã bốc thăm. Trong quá trình diễn ra cuộc thi, thí sinh tham gia không được trao đổi, không được sử dụng điện thoại, không dùng bất cứ hình thức nào để trợ giúp tìm câu trả lời nếu như không được phép của ban tổ chức. Thí sinh trả lời vào bảng, sau khi ghi xong câu trả lời, thí sinh cần úp bảng xuống. Khi hết thời gian trả lời, thí sinh phải giơ bảng lên để ban tổ chức có thể nhìn thấy câu trả lời của tất cả các bạn. Mọi vi phạm vào điều quy định này, thí sinh đều bị loại. Chương trình lần lượt đưa ra các câu hỏi ở các môn học và các lĩnh vực đã được quy định, đó là toán, ngữ văn, vật lý, hóa học, sinh học, sử, địa, tiếng Anh và lĩnh vực toàn. Ở chặng 1 có 16 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi thí sinh có 10 giây để suy nghĩ và trả lời. Ở chặng 2, câu hỏi ngắn, dạng tự luận. Mỗi câu hỏi thí sinh có 20 giây suy nghĩ trả lời. Nếu trả lời đúng thì được tiếp tục ngồi trên sàn thi đấu. Trả lời câu hỏi sai thì bị loại và bước ra khỏi sàn thi đấu. Và thí sinh khi bị loại, hãy cầm tất cả đồ dùng từ ghế, bảng, bút, giấy lau ra khỏi sàn thi đấu, dọn sạch vị trí chỗ ngồi ngay lập tức. Thí sinh còn lại cuối cùng sẽ là người xuất sắc nhất và được rung chuông vàng. Chặng 1 gồm 16 câu hỏi, kết thúc chặng 1 hoặc chưa đến câu số 16 mà không còn thí sinh nào trên sàn thi đấu thì đội cứu trợ bao gồm các cô giáo chủ nhiệm của một số lớp sẽ tham gia vào một trò chơi vận động trong một thời gian nhất định để cứu các thí sinh của đội mình quay trở lại sàn thi đấu. Ở chặng 2 gồm câu hỏi trả lời ngắn, thí sinh có 20 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Trường hợp hết 30 câu hỏi mà số thí sinh còn lại từ thứ 2 trở lên thì ban tổ chức sẽ mời ban cố vấn đưa ra câu hỏi để phân loại. Trường hợp ở chặng này, những thí sinh cuối cùng đều trả lời sai, ban tổ chức cho phép các thí sinh bốc thăm quyền được lựa chọn câu hỏi. Thí sinh nào bốc thăm được quyền lựa chọn gói câu hỏi thuộc môn học và lĩnh vực mà mình có sở trường thì các thí sinh còn lại sẽ phải cùng tham gia trả lời câu hỏi đó. Nếu các thí sinh tiếp tục trả lời sai thì một thí sinh đại diện sẽ giơ phao cứu trợ để xin sự trợ giúp từ thầy cô và các khán giả bằng cách ném máy bay có ghi đáp án ra sàn thi đấu. Mỗi thí sinh trên sàn thi đấu sẽ được lựa chọn 3 chiếc máy bay để tham khảo trước khi quyết định ghi đáp án. Trường hợp vẫn không có thí sinh nào trả lời đúng thì ban tổ chức sẽ quyết định chọn câu hỏi trợ giúp từ ban cố vấn. Xin lưu ý các khán giả trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, khán giả trật tự không nhắc đáp án và cổ vũ nhiệt tình cho các thí sinh. Cho tôi hỏi, các thí sinh đã nắm rõ quy định của cuộc thi và sẵn sàng chưa? Vâng, nếu các thí sinh đã sẵn sàng thì còn chần chờ gì nữa? Cuộc thi rung chuông vàng nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xin phép được bắt đầu! Một tràng vào tay lớn hơn nữa cổ vũ cho 64 thí sinh của chúng ta đi các em ơi! Chúng ta hãy cùng bước vào một vài câu hỏi. Câu hỏi số 1, câu hỏi về lĩnh vực đoàn. Câu 1, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào? A. 26 tháng 3 năm 1930. B. 26 tháng 3 năm 1931. C. 26 tháng 3 năm 1932. D. 26 tháng 3 năm 1933. Xin hỏi tất cả các thí sinh đã nghe rõ câu trả lời chưa? 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Thank you.
nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 đến ngày 25 năm 1961 đã quyết định lấy ngày 26 tháng 3 năm 1931, một ngày trong thời gian cuối cùng của hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2 để dành việc bàn bạc quyết định những vấn đề quan trọng đối với công tác thanh niên. Và ngày này hàng năm đã trở thành ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quang Vinh. Và bây giờ câu hỏi số 2 thuộc lĩnh vực ngữ văn. Tác phẩm nào dưới đây được ngợi ca là Thiên Cổ Ký Bút? A. Truyện Kiều của Nguyễn Du. B. Truyện Kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ. C. Lịch Tướng Sĩ của Trần Quốc Tuấn. Và D. Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Xin hỏi các thí sinh nghe rõ câu hỏi không ạ? Có cần đọc lại không ạ? Tác phẩm nào dưới đây được ngợi ca là Thiên Cổ Ký Bút? A. Truyện Kiều của Nguyễn Du. B. Truyện Kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ. C. Địch Tướng Sĩ của Trần Quốc Tuấn. Và D. Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Các thí sinh nghe rõ câu hỏi không ạ? 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Đã bắt đầu khó rồi. Thỉnh thoảng lại có em rơi bảng ngược.
Các em phải giơ đáp án lên phía trước này để ban tổ chức chúng tôi có thể quan sát được. Các em, câu số 5, lĩnh vực toán học. Công thức nào sau đây là công thức tính diện tích hình tròn? Gạo, ngô, sắn. Ôn nhắc lại câu hỏi một lần nữa.
lạc, B tôm, trứng gà, sữa, C thịt gà, cà rốt, cam, D gạo, ngô, sắn. Các em nhanh chóng câu hỏi chưa? 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Tôi đề nghị là tất cả những đồng chí đang làm nhiệm vụ giám sát và đồng chí cần đứng sát vào phía các thí sinh để kiểm tra. Xin hỏi bạn Bùi Lê Đức Dũng của lớp 12A1 ạ. Bạn thấy câu hỏi này thế nào? Em thấy câu hỏi này khá vừa sức ạ. Vừa sức ạ? Cảm ơn ạ. Em là Bùi Lê của lớp 12A1. Em thấy câu hỏi này khá là vừa sức. Xin mời một bạn mà đang có đáp án khác không ạ? Bạn đáp Việt Ánh 12A1 ạ. Là bạn nào Việt Ánh duy nhất có đáp án khác? Em thấy con này như thế nào? B, em thấy con này em chọn đáp án B đúng không? Cái nét của em nó bị mất nét. Đáp án B. Có em nào chọn đáp án khác đáp án B không ạ? Có em nào chọn đáp án B khác không? Không đúng không? Vậy tôi xin công bố đáp án. Đáp án ở câu này rất dễ. Và tôi nghĩ rằng là các khán giả và những đoàn viên thanh niên dưới kia đang rất mong muốn được mặc bộ cử nhân này để trả lời một câu hỏi dễ như thế này. Và đáp án chính xác ở đây là đáp án B. Rồi, chúng ta có rung lên. Xin chúc mừng tất cả các thí sinh đang an toàn ở lại sàn thi đấu. Câu số 9 thuộc lĩnh vực tiếng Anh. Xin mời sự trợ giúp của thầy Lê Anh Thư. Are you ready? Yes, you okay? So now listen carefully. Are you ready? Right, A, B, or C. On the box, which indicates the correct answer for the question below. What's the GD idiom when cats and dogs mean? A, rain heavily. B, rain heavy. C, rain slightly. Okay? Thầy nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Okay, listen again. Tất cả các em chú ý một lần nữa. Write A, B or C on the box to indicate the correct answer for the question below. What does the idiom rain cats and dogs mean? A, rain heavily. B, rain heavy. C, rain slightly. Em có câu hỏi chưa? Thời gian 10 giây bắt đầu. Câu hỏi tiếng Anh bắt đầu thấy miếng khôn mà. Có nên nào các sinh tử của chúng ta một trăm có tay đồng viên ra đây? Chưa thành công tiếng Anh. Vâng ạ. Ôi tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Vâng, câu hỏi này với nghĩa là thành ngữ mưa dạt chó dạt mèo có nghĩa là gì? Câu A, mưa rất nặng hạt. Câu B, mưa vừa vừa. Và câu C, mưa nhẹ. Vậy đó chính xác chắc là gì ạ? Đáp án A. Xin mời những đáp án A cho các bạn ơi. Tất cả những đáp án sai bước ra khỏi sàn thi đấu. Xin cảm ơn thầy Lê Thư. Các em quá giỏi, những bạn ở lại tuyệt vời. Chúng ta chỉ có 3 thí sinh khỏi sàn thôi. Chúng ta chia tay với một bạn phải rời khỏi sàn thi đấu. Và chứng tỏ rằng là trình độ tiếng Anh của các thí sinh là các đoàn viên ở trường của chúng ta, các em thấy thế nào? Cũng rất đẳng cấp đúng không em? Ra gì mà này nọ các em nhỉ? Câu số 10, lĩnh vực toán học. Bạn Minh viết một dãy số 2.0.2.0.4.2.0.2.0.2.2.0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 .
đã viết bao nhiêu chữ số 2? Câu A 966, câu B 482, C 483 và D 964. 10 giây suy nghĩ bắt đầu.
vấn ạ. Em có thể nêu họ tên của mình và lớp. Em là Phạm Đức Hiếu, đến từ lớp 12 ạ. Sở trường của em có phải toán học không? Dạ không. Một con đường phải toán học đúng không? Em thấy câu hỏi này có khó không? Em nghĩ là khó. Bởi vì không phải sở trường của em đúng không? Rồi. Thế theo em đến từ lớp nào và em tên là gì? Em là Nguyễn Hoàng Ngân ở lớp 11A1 ạ. Theo em câu hỏi này dễ không? Câu hỏi này hơi khó ạ. Thế toán học có phải là lĩnh vực sở trường của em không? Không ạ. Và dù không sở trường nhưng xin chúc mừng Hoàng Ngân. Số 2024 chứa 2 chữ số 2. Vì vậy khi viết đến số hàng 931 thì sẽ viết được 483 cặp số 2. Và vì vậy đáp án chính xác ở đây sẽ là 966. Xin một lần nữa tất cả các khán giả hãy chúc mừng cho những thí sinh vẫn còn được ở trên sàn thi đấu cho đến câu hỏi này. Em xứng đáng để được một nhân tràng, một nhân một tràng một tay to. Số 11, lĩnh vực vật lý. Vào mùa hè, sau khi trời mưa, chúng ta thường thấy xuất hiện cầu vồng. Đó là hiện tượng vật lý nào? A. Khúc xạ ánh sáng. B. Nhiễu xạ ánh sáng. C. Giao thoa ánh sáng. D. Tán sắc ánh sáng. Có cần cô đọc lại lần nữa không? Chắc là không rồi. Xin mời 10 giây bắt đầu. Ngày hôm nay thí sinh này đã từng tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia và trở thành niềm tự hào của cả trường của chúng ta. Xin phỏng vấn em Lê Quang Huy, lớp 11A5. Em thấy từ ngày đến giờ tất cả các câu hỏi như thế nào? Em thấy ngoài lĩnh vực tự nhiên ra thì rất khó. À, với em thì lĩnh vực tự nhiên là hơi khó đúng không? Riêng câu hỏi này em cảm thấy như thế nào? Cảm thấy phân vân giữa đáp án A. Em chọn đáp án nào? Em chọn đáp án A đúng không? Tôi xin công bố đáp án. Đáp án chính xác ở đây là đáp án D. Tán sắc ánh sáng. Xin được chia tay với nhà vô địch của chương trình Đường lên đỉnh với Olympia. Thiếu binh thực tế 12A1 10A1 10A2
rơi khỏi sàn thi đấu. Hiện nay là chỉ còn 2 thí sinh của khối 10 và 3 thí sinh của khối 12. Chúng ta hãy cùng nhau bước qua câu hỏi số 13, lĩnh vực ngữ văn. Từ nào sau đây có nghĩa là chói lọi, rực rỡ? A. Sáng lặng. B. Sáng lặng. C. Sáng lặng. D. Sáng lặng. Em có câu hỏi trước, em có thể ghi trực tiếp từ nếu như em nghe không chuẩn. Em ghi trực tiếp từ cũng được. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Các thí sinh khối 10 cố gắng chiến đấu cho các chị mới hai. Bây giờ tôi xin phỏng vấn một thí sinh nữa cũng rất đặc biệt tham gia ngày hôm nay. Đó là thí sinh đã tham gia chương trình đường lên đỉnh Olympia của trường chúng ta và cũng đạt kết quả rất cao trong đợt thi đó, mặc dù không phải nhà vô địch. Đó là em Bùi Lê Đức Dũng của lớp 12A1. Em thấy câu hỏi này như thế nào? Em thấy câu hỏi này gây sự vân vân không hề nhẹ. Vân vân giữa đáp án nào và đáp án nào? Em vân vân giữa đáp án A và B được. A và B. Nhưng mà em xong em chọn đáp án B, B à A. Dạ vâng ạ. Em chắc khoảng bao nhiêu phần trăm? Em chắc khoảng 50%. 50% đúng không? Và xin chúc mừng hai thí sinh còn lại duy nhất của khối 10. Khỏi sàn thi đấu. Xin chia tay với một bạn nữa đã tham gia chương trình trong cái đầu Olympia. Hai thí sinh xin chào mừng lại. Xin chào mừng hiện nay là Phương Nga và đang thi đấu 12. Câu tiếp theo không 14. Hiện danh hiệu tất cả các tổng sản cũng như là hàng chưa được công nhận là di sản thế giới. A. Khu đền tháp Mỹ Sơn. B. Phố cổ Hội An. Hà Nội và C. Vịnh Hạ Long. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Các thầy cô
nắm rõ luật chưa? Các thầy cô nắm rõ luật chưa? Xin mời các thầy cô chào đón thành viên đội cứu trợ của chúng tôi. Vị trí số 1, cô Nguyễn Thị Phương. Cô Phương giơ tay cao lên một lần. Cô Nguyễn Thị Thu Huyền. Bây giờ sẽ cô Bùi Thị Hồng Anh. Cô Lê Thị Thương. Cô Trương Ngọc Quấn. Và cô Nguyễn Thị Thúy Kiều. Bây giờ xin mời tất cả các em thí sinh mà chúng ta đã rời khỏi sàn thi đấu, các em sẽ đứng hai bên cánh gà. Các em nhắc thầy cô nhân tình hãy kiếm các em trở lại. Nhắc như thế nào để các thầy cô có thể đi đúng hướng về quả bóng mà chúng ta yêu cầu. Nào xin mời các em thí sinh đứng sát bên chỗ này. Các em thí sinh đứng sát bên chỗ này. Các em cứ để xuống ghế cơ để tất cả các em ngồi xuống ghế. Nào các thí sinh cứ đứng sát bên chỗ này. Các em nhắc nhiệt tình các thầy cô vào nhá. Một phần âm thanh sẽ bắt đầu. Một phần âm thanh sẽ mở nhỏ nhạc tôi để cho các em thí sinh có thể hướng dẫn các thầy cô đi đúng vị trí ạ. Chúng tôi sẽ đưa mic cho các em mà em nào đại diện hướng dẫn các cô. Và các em phải nói thật to để các thầy cô có thể đi đúng hướng nhá. Bởi vì thời gian chỉ có 5 phút thôi. Và số lượng thí sinh quay trở lại hoàn toàn phụ thuộc vào các thầy cô nhận được bao nhiêu quả bóng và bao nhiêu cơ sở. Các bạn nhớ chưa? Nhá. Nào, bây giờ 5 phút thi đấu bắt đầu. Bây giờ chắc tới chơi bóng. Cô Kiều đầu tiên đúng không ạ? Cô Kiều sẽ đi cho tôi nhặt cho tôi quả bóng màu xanh. 5 phút đã bắt đầu. Cô Kiều tiến hành. Màu xanh của bạn. Cô ơi, cô đi
đến bóng chưa? Diễn đâu nhỉ? Mà không phải là đáp án A. Bây giờ những em đáp án A
xuống nào. Án A hoặc xả xuống. Nhưng em đáp án nào khác nào? Dơ cao. Nhưng em đáp án khác. Dơ cao không em? Nhưng đáp án khác các bạn A dơ cao. Tất cả những đáp án khác các bạn A xin mời ra khỏi sân thi đấu. Nhưng em mà chúng ta không phải đáp án A. Nhưng em không phải đáp án A xin mời các em rời khỏi sân thi đấu. Đáp án chính xác ở đây là đáp án A 6 phần. Động đất, núi lửa, cung ngầm dưới đáy biển tạo nên một dạng sóng dài đặc biệt lan truyền theo phương ngang với tốc độ lớn và đến bờ có thể cao trên 20 mét và người ta gọi đây là sóng thần, một thảm họa thiên tai rất tàn khốc. Câu 16, lĩnh vực về đoàn. Tính từ ngày 26 tháng 3 năm 1931 đến thời điểm hiện tại, tổ chức đoàn đã đổi tên bao nhiêu lần? D8 lần. Cùng nhắc lại, tính từ ngày 26 tháng 3 năm 1931 đến thời điểm hiện tại, tổ chức đoàn đã đổi tên bao nhiêu lần? A 5 lần, B 6 lần, C 7 lần và D 8 lần. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Để phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ và từ thời kỳ cách mạng, đoàn đã đổi tên tổng số 7 lần. Tên gọi của đoàn trong các thời kỳ. Và như vậy, đáp án chính xác ở đây là C, 7 lần. Xin mời anh em không đúng với đáp án C, các em sẽ rời khỏi sàn thi đấu. Xin mời các em bị sai về giải sàn thi đấu. Để lý giải cho các suy nghĩ đó. Vậy ông là ai? Định luật trên là gì? Chúng ta bắt đầu bước vào câu hỏi đầu tiên của trận hai. Các em hãy ghi trực tiếp các bạn ạ. Đây là câu trả lời mà các bạn 20 giây suy nghĩ bắt đầu. Là câu trả lời của các bạn. Ông là ai và định luật là gì? Và vì vậy các em vẫn phải rời khỏi sàn thi đấu nhá. Chúc mừng bố đáp án tên nhà bác học đã phát minh ra định luật này, đó là Isaac Newton. Và định luật mà nhà bác học này đã đưa ra đó là định luật vạn vật hấp dẫn. Xin chúc mừng các bạn đã đáp án đúng. Đối với trường hợp đó là định luật vạn vật hấp dẫn và tên của nhà bác học là Newton. Xin hỏi cô Lê Thị Liễu ạ. Có một em học sinh có thắc mắc là em ghi là định luật Newton và tên bác học là Newton, vậy có chấp nhận đáp án này không ạ? Xin mời cố vấn của chương trình cô Lê Thị Liễu. Đáp án của em không được chấp nhận đâu chị ạ. Phải ghi đúng tên nhà bác học và định luật đấy. Vậy thì bạn trả lời định bạn luật trả lời Newton. Là định luật Newton, như vậy đáp án này không được chấp nhận. Xin mời em rời khỏi sàn thi đấu. Chúng ta đang ở chặng 2 và chặng 2 là câu trả lời ngắn tên nhá. Câu số 18. Bắt đầu
trên trạng này các em nhớ là câu trả lời ngắn cho nên chúng ta sẽ phải ghi rõ đáp án nhé. Lĩnh vực toán học. Mẹ bạn đang nói mật khẩu điện thoại của mẹ là một dãy số được tìm theo quy luật sau: mở ngoặc 6 đóng ngoặc, mở ngoặc 3 đóng ngoặc bằng 1893, mở ngoặc 7 đóng ngoặc, mở ngoặc 4 đóng ngoặc bằng 28113, mở ngoặc 8 đóng ngoặc, mở ngoặc 4 đóng ngoặc bằng 32124, mở ngoặc 9 đóng ngoặc, mở ngoặc 3 đóng ngoặc bằng hỏi chấm. Dấu hỏi chấm là mật khẩu điện thoại. Hãy giúp An tìm ra mật khẩu đó. Các em rõ câu hỏi chưa? 20 giây suy nghĩ bắt đầu. Chúng ta sẽ có thời gian là 20 giây. Câu hỏi đáp án giúp tôi là bấm chuông đúng 20 giây. Chưa giờ đáp án đâu, 20 giây kém. Bao giờ sẽ có thứ gì? Nào xin mời tất cả các bạn đội thanh niên giám sát và các bạn kiểm tra đáp án giúp tôi nhá. Ở đây đáp án là các bạn kiểm tra giúp tôi này. Các em là 2, 7, 1, 2, 6. Những em 2, 7, 1, 2, 6 giữ bảng và dâng cao bảng. Dâng bảng lên, bảng nào dâng cao bảng lên. Mời các em còn lại rời khỏi sàn thi đấu. Được. Đây, quy luật mà mẹ bạn đưa ra là ở mỗi hàng ở chữ số bên phải dấu bằng lần lượt là tích tổng hiệu của hai chữ số bên trái. Câu số 19 ạ. Câu 19, lĩnh vực địa lý. Tỉnh Hưng Yên có mấy huyện? Em nghe rõ câu hỏi chưa? Nhớ là huyện các nhá, huyện tỉnh Hưng Yên có mấy huyện? 20 giây suy nghĩ bắt đầu. Dưới không nhá, tất cả các em ở dưới chúng ta trật tự nhá. Tất cả các em ở dưới chúng ta trật tự. Nghiêm cấm nhá. Chúng ta vẫn không tiếp tục. Em có 20 giây. Là theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam năm 2022, tỉnh Hưng Yên của chúng ta có 10 đơn vị hành chính bao gồm thành phố Hưng Yên, thị xã Hưng Hà và 8 huyện, đó là Âu Thi, Tiên Lữ, Phủ Từ, Yên Mỹ, Kim Động, Văn Giang, Văn Lâm và Hoài Châu. Như vậy ở đây đáp án chính xác là 8 huyện. 8 huyện, có đúng không? Hiện nay tất cả thí sinh trên sàn thi đấu đều trả lời sai câu hỏi này. Này xin một lần cứu trợ nữa. Theo quy định của ban tổ chức thì trường hợp mà chặng này thí sinh cuối cùng đều trả lời sai tất cả, ban tổ chức sẽ cho phép các thí sinh được bốc quyền lựa chọn câu hỏi. Một thí sinh đại diện, một thí sinh, tất cả các thí sinh sẽ được bốc. Và thí sinh nào bốc vào quyền được lựa chọn câu hỏi thì thí sinh đó sẽ lựa chọn môn lĩnh vực sở trường của mình. Và các thí sinh còn lại sẽ phải trả lời theo thí sinh đã bốc. Vì các thí sinh còn lại chắc chắn sẽ phải bốc vào cái lá thăm là không được quyền lựa chọn câu hỏi. Vì vậy chỉ có một thí sinh duy nhất là được quyền lựa chọn câu hỏi thôi. Sẽ có phần mời là em. Xin mời cô Vấn sẽ đi lấy bốc thăm ra đây ạ. Trong số các lá thăm chỉ có một lá thăm duy nhất được quyền chọn lĩnh vực mình muốn.
Bây giờ các thí sinh sẽ được bốc thăm. Các thí sinh sẽ bốc thăm. Sẽ đi đến từ vị trí như đây. Chị đi đến từ vị trí đây. Chị đến từ vị trí đây. Xin mời phỏng vấn sẽ đến từ vị trí để cho các bạn được bốc thăm. Nào bây giờ đội cứu trợ từ khán giả xin phép
sang cuối cùng. Xin mời nè. Vua Bảo Đại Thái Bị. Tất cả những đáp án đúng rồi ở đây. Vua Bảo Đại Thái Bị, đáp án này chính xác. Xin mời các em còn lại rời khỏi sàn chiến đấu. Chúng ta sẽ gặp vua Sa Long Thái Bị. Xin mời Việt Ánh rời khỏi sàn chiến đấu. Vua Bảo Đại Thái Bị chính xác. Chính xác. Chỉ có duy nhất Việt Ánh của 10 A1 rời khỏi sàn. Hãy thẳng sống được đấy nhé. Như vậy chúng ta vừa chia tay với bạn Việt Ánh của lớp 10A1. Quá tiếc cho Việt Ánh, tiếc cho lớp 10A1 nhất trong trạng ngồi của chúng ta. Tiếc. Tờ khen đã sẵn sàng đến với câu hỏi tiếp theo chưa? Bây giờ là câu hỏi tiếp theo, xin mời cô Nguyên. Câu 20. Câu mang lĩnh vực ở khóa học em nhé. Đây là hiện tượng xảy ra làm phá hủy nhiều tượng đài và nhiều công trình kiến trúc làm từ kim loại. Đó là hiện tượng mưa học sinh. Em chân thương cô đáp án nào đúng. Em cứ cơ bản lên. Em cứ cơ bản lên. Hai đáp án. Đáp án thứ nhất ô siêu hóa. Đáp án thứ hai ăn mòn. Xin được hỏi sự cố vấn của cầu hôn hóa học. Xin mời thầy Nguyễn Thủ Việt. Liệu có xuất hiện được đáp án nào không ạ? Bạn ơi, câu hỏi này thì đồng ý với hiện tượng ăn mòn và ô siêu hóa. Xin mời. Trong chương trình địa 11 thì hiện tượng này được gọi là mưa axit. Câu 21. Câu số 21. Lĩnh vực ngữ văn. Trong các từ, đề nghị khán giả bên dưới cân nhắc. Nhân tài, nhân ái, nhân hậu, nhân nghĩa. Tiếng nhân trong từ nào khác nghĩa tiếng nhân của các từ còn lại. Cô đọc lại câu hỏi này. Trong các từ nhân tài, nhân ái, nhân hậu, nhân nghĩa, tiếng nhân trong các từ nào khác nghĩa tiếng nhân trong các từ còn lại. 20 giây bắt đầu. Các thí sinh đang rất trung trung. Xin mời tất cả các em xem bài. Rồi chúng ta vẫn còn 10 giây nữa. Còn thời gian để các em thay đổi đáp án nếu các em muốn. Vẫn còn 10 giây, các em cố gắng lên. Mời xem vào. Ở đây chúng ta đang là câu hỏi trả lời ngắn các em nhé. Các em phải ghi đáp án ra, chứ không phải là chúng ta ghi là A, B, C, D nhé. Đây không phải câu trắc nghiệm đâu. Xin chúc mừng tất cả các đáp án là nhân tài. Chúng ta sẽ có hai thí sinh rời khỏi sàn thi đấu. Câu số 22. Xin mời thầy Lê Thượng. Đây là một câu hỏi thuộc lĩnh vực tiếng Anh. Có dung không? Thế thầy hỏi bằng tiếng Việt. Are you ready? Okay. Yes, okay. Ready? Right answer on the board for the question below. Who am I? I work in a hospital. I'm not a doctor. I usually after patients. Listen again.
Write the answer on the board for the question below. Who am I? I work in a hospital. I'm not a doctor. I usually look after patients. 20 giây bắt đầu. Biết bằng tiếng Anh chưa biết rồi. Tiếng Anh nhá. Tôi là ai? Tôi làm việc ở bệnh viện. Tôi không phải là bác sĩ. Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc bệnh nhân. Vậy chắc chắn là y tá và tiếng Anh là nurse. Xin chúc mừng tất cả các thí sinh. Thầy sẽ kiểm tra đáp án của các thí sinh xem được chính xác không. Ok, tất cả đáp án đều đúng. Có một em ghi cả tiếng Việt và tiếng Anh. Chúc mừng em ghi được cả hai. Rồi. Vâng, chúc mừng các nhà, cảm ơn thầy Lê Huy ạ. Câu số 24. Đây là một người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi nhưng vô cùng kiên cường bất khuất, trọn đời đã chiến đấu vì sự nghiệp độc lập tự do của Tổ quốc. Một người con của mảnh đất Văn Giang Hưng Yên. Người thanh niên ấy là ai? Tại Hưng Yên. 20 giây suy nghĩ bắt đầu. Sông Cầu, tổng Sông Cầu, huyện Tam Giang, phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nay chính là thôn Tam Kỳ, xã Nghĩa Trụ, huyện Tam Giang, tỉnh Hưng Yên. Ngay từ khi 14 tuổi, là học sinh trường tỉnh, tôi được trường tỉnh đã hăng hái tham gia vào phong trào yêu nước và tham gia đáng khóa đấu tranh biểu tình. Vì sợ ảnh hưởng ngày càng lớn, cho nên ông đã bị thực dân Pháp kết án và người thanh niên ấy đã phải đi và bị bắt vào nhà giam với 4 năm tù và phạt 50 đồng vì tội gia nhập tổ chức bí mật và có hành vi bạo lực. Sau đó, ông bị đày côn đảo. Lúc ấy, người thanh niên mới chỉ có 18 tuổi. Sau khi ra tù thì tiếp tục hoạt động cách mạng và tham gia vào phong trào đấu tranh cách mạng, góp phần xây dựng tổ chức cách mạng. Và người thanh niên ấy đã anh dũng hy sinh tại nhà tù Sơn La trong sự tiếc thương của đồng đội. Lúc ấy, ông mới chỉ có 32 tuổi. Và người thanh niên mà cô vừa mới nhắc đến, đó là người thanh niên tên là Tô Hiệu. Như vậy, không có một đáp án đúng nào ở trên sàn thi đấu của chúng ta. Chúng ta sẽ sử dụng luật câu hỏi phụ. Giám khảo Vân Vân đại diện cố vấn. Từ giây phút này trở đi, chúng tôi sẽ được quyền chỉ định là bộ môn nào, câu hỏi nào và các em sẽ trả lời. Sẽ chỉ định câu hỏi, xin mời ban cố vấn bộ môn sinh học, cô Bùi Thị Kim Mười. Các em nghe, chú ý lắng nghe câu hỏi nhé. Câu hỏi như sau. Hãy kể tên 4 nhóm máu ở người. Nhóm máu nào chiết nhất? Hãy kể tên 4 nhóm máu ở người. Nhóm máu nào chiết nhất? 20 giây suy nghĩ bắt đầu. Thầy có nhóm máu và nhóm máu chiết nhất. Em nhớ là có hai ý nha. Kể tên 4 nhóm máu của người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
công bố đa đẳng. Cái nhóm máu của người đó là nhóm A, nhóm O B, nhóm O và nhóm máu AB. Nhóm máu chuyên nhận ở đây chính là nhóm máu AB. Tất cả các đáp án chính xác đúng không? Có một em. Có ra lên nào đáp án không chính xác? Nào, những em đáp án chính xác giơ bảng lên không? Nào các em giơ. Còn những bạn bị sai đã xóa bảng, còn những bạn chính xác giơ bảng lên. AB, ABO, chuyên nhận AB. Rồi xin mời em mà không đúng là chúng ta sẽ rời khỏi sàn thi. Xin mời rời khỏi sàn thi và đã đến lúc trò chuyện với hai người cuối cùng còn lại sàn thi đấu rồi các em ơi. Xin mời em hãy giới thiệu tên là lớp của mình. Xin là Đào Mai Phương, học sinh lớp 11A1. Là em tên là Nguyễn Thị Nhật Hoàng, lớp 11A7. Mời một đá bảy quyết thắng. Hai thí sinh khiến chúng ta vô cùng bất ngờ. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 27. Câu 27 là câu của lĩnh vực. Lĩnh vực hóa học. Xin mời cô Thầy Quyền. Xin mời Thầy Quyền. Thầy Quyền. Thầy xin đọc câu hỏi. Đây là câu hỏi số 27. Em hai bạn nghe rõ nhé. Khí này làm đục nước vôi trong và được dùng tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy. Đây là khí nào? Biết công thức hóa học của khí này. 20 giây bắt đầu. Thầy xin công bố đáp án, đây là khí SO2, công bằng N2. Hai bạn chưa trả lời đáp án đúng. Bây giờ chúng tôi sẽ cho hai thí sinh có một cơ hội nữa. Chúng tôi sẽ lựa chọn tiếp tục một bộ môn. Hai bộ môn khác. Xin mời cô và anh lên ạ. Một mùa xuân nho nhỏ, lặng lẽ dân cho đời. Dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc. Cho bài thơ mùa xuân nho nhỏ. Câu thơ một mùa xuân nho nhỏ sử dụng biện pháp tu từ nào? Bây giờ bắt đầu. Nào có tìm thấy quán quân mở câu này không? Ready? Okay. So the question is about a favorite flower in Vietnam. It is the topic. Now listen carefully. À, chú ý nhá. Tập trung nghe câu hỏi của thầy. I would appreciate it if you could tell me what's the name of the national flower of Vietnam is. Thì nhắc lại câu hỏi.
I would appreciate it if you could tell me what's the name of the national flower of Vietnam is. 20 giây bắt đầu. Lotus, Leogary, all of you. Bạn trả lời là hoa sen, tất cả các em ở dưới có nhất trí không nhỉ? Ok, chúc mừng hai em của chúng ta giỏi quá. Tiếp đây. Xin cảm ơn thầy. Như vậy là hai thí sinh kết thúc của chúng ta đã đưa vào vinh quang. Hoan xuân xứng đáng đến giờ phút này. Xin mời một câu hỏi tiếp theo. Đến từ lĩnh vực bóng môn địa lý. Xin mời cô Trần Thị Lan bước ra sân khấu. Mời cô Trần Thị Lan ạ. Ai sẽ được xướng tên ngôi vị quán quân? Vỗ tay đi các bạn. Nơi nào trên trái đất trong năm có 6 tháng luôn là đêm? Cô Lâm nhắc lại lần nữa. Nơi nào trên trái đất trong năm có 6 tháng luôn là đêm? 20 giây bắt đầu. Của em Hoàng Nam. Đáp án là các bạn một lần nữa. Đáp án chính xác của câu này xin mời cô Năm. À, ở tại cực ở đây là hai cực. Em đã nói được một trong hai cực đó là cực Nam. Cho nên đáp án sẽ được chấp nhận.